cứ làm tốt công việc của mình đi. Những việc khác tôi sẽ có trách nhiệm. Nhưng em không chấp nhận việc điều chuyển này. Rõ ràng là hắn ta trù dập em. Tôi biết, tạm thời chấp nhận đi. Tôi sẽ xử lý việc này đến nơi đến chốn. Alo, cậu đâu ấy nhỉ? Em đây anh ơi. Đây. À. Cậu ship hàng à? Nhưng mà tôi có mua gì đâu nhỉ? Cậu là bạn hay là cái gì của cô Dành à? Tao là chồng cô Hoài. Con chào bác. Ơ? Hai mẹ con về rồi à? Mày bác cô Hoài về rồi. Xuống đi con. Tôi đang định gọi cho Hiếu. Từ hôm xảy ra chuyện, tôi bận quá chưa có dịp sang thăm Hiếu. Tôi có chút quà. Cô chỉ ra ngoài chơi đợi mẹ nhá. Vâng ạ. Này, chị bỏ kiểu Thảo Mai đấy đi. Tránh xa chồng tôi ra. Sao tự nhiên cô căng thẳng thế? Tôi tránh Hiếu thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi vì Hiếu đã có gì đâu mà cô phải lo lắng mà căng thẳng thế nhở? Cô này, tính chồng cô thế nào thì cô phải biết chứ lị. Đương nhiên. Chồng tôi như thế nào tôi là người rõ nhất. Nhưng tôi không thích chị bén mảng tới gần chồng tôi. Được chưa? Thích chơi trò đập chậu cướp hòa không xong với tôi đâu. Cái gì mà ở đây coi vậy là cũng hạp hạp với em anh ạ. Vâng, rộng rãi thoải mái lắm. Ui ôi ôi, nó phải rộng ngang cả cái sân bóng xã mình. Vâng. Và mỗi tội là chưa quen thức đêm, buồn ngủ. Ngày xưa anh em trông cá nó khác, mình ngủ cá vẫn bơi bình thường. Vẫn đầy đủ phân số anh hiểu chưa? Ở đây á, chợp mắt phát mất con xe luôn, vỡ mồm. Ui giời, cối lói chứ. Đúng rồi, chớ hết ra cho nhẹ. Con gái con lứa, lốc vừa thôi. Yếu là cứ đòi ra gió. Có đi được không đây? Cần tôi đưa lên nhà không? Thế con Nhung đâu? Bây giờ chắc nó lớn lắm rồi nhỉ? Ngày xưa tôi nhớ hồi nó ở đây ý, nó xinh lắm. Chân tay con gái gì mà trắng nõn trắng nả ra. Số nó nhất định sướng. Em cho hôm nay bận học không về được ạ. Học hành là phải ưu tiên. Có học thì mới khá lên được.